Trời ơi, tao cứ mang mày từ lúc mày ấp ơ như thế này. Bây giờ mày có chút thành tựu tí tí đi, mày lại rời tao đi. Nếu một cái nhân sự của mình họ đang làm với mình, họ nói em đi khởi nghiệp, mày thấy vấn đề của mình, sân chơi của mình không có còn đủ lớn cho người ta thể hiện thì người ta sẽ đi thôi. Nếu mà người ta nói rằng là tôi làm với bạn 2-3 năm thôi đi khởi nghiệp, ok, không có sai, không có đúng. Sân chơi của bạn không có đủ bự, doanh nghiệp của bạn không có đủ to, mức lương của bạn trẻ không có xứng đáng cho cái nội lực của người ta đang phát triển nữa, thì người ta đi ở một cái ước mơ lớn hơn. Chị gặp rất là nhiều bạn bè hoặc là các anh chị của chị, họ rất là ấm ức với việc giúp đỡ một ai đó từ nhỏ nhỏ đi lên, xong rồi cái họ không làm nữa. Và người chủ đó rất là tức là trời ơi, tao cưu mang mày từ lúc mày ấp ơ như thế này, bây giờ mày có chút thành tựu mày lại rời tao đi. Em muốn khởi nghiệp bây giờ, anh rất là tôn trọng điều đó. Thì mỗi con người nó đều có một giấc mơ, bản thân anh chị cũng như vậy. Cái quan trọng là cái thời điểm nó phù hợp, đó là sự lựa chọn của mỗi con người. Còn khi mà em nói em khởi nghiệp thì anh tôn trọng điều đó, đâu có vấn đề gì đâu, đúng không? Thực ra khi mà người ta tới, người ta chưa giỏi, mình giúp người ta giỏi, đúng không? Nhưng mà khi người ta giỏi hơn rồi nhưng bạn lại không giỏi hơn, người ta bắt đầu giỏi bằng bạn rồi, thì cái lòng chứa này của bạn không còn chứa được người ta nữa. Bạn chỉ chứa được người ta khi bạn lớn hơn như vậy nữa nè, thì người ta mới có nhu cầu đi học thêm bạn. Còn khi mà hai vô bạn như này, cái bạn nhân viên nó như này, bắt đầu bạn học, cái hai bên nó bằng nhau mất rồi, nó sẽ không có nhu cầu làm dưới bạn nữa đâu. Có khi nó còn tư duy là tao mở công ty tao thuê mày về luôn ấy. Thì bắt buộc một người chủ doanh nghiệp hoặc là một team lead phải phát triển tiếp, phải luôn học, phải luôn nâng cấp, phải phát triển bản thân mình lên, người ta mới bắt đầu mới nỗ lực để học, để làm, để phát triển, để cống hiến. Chứ không ai mà rồi tự nhiên hai đứa làm mà gọi là năng lực xem nhau, mà mày làm sếp tao, tao bình thường với mày, không ai chịu hết đó, không ai cam tâm. Nên nếu mà ai đó đi khởi nghiệp rồi khỏi vòng tay của mình thì mình biết rằng là năng lực người ta lên rồi mà mình chưa có lên nữa, hoặc là cái mức chi trả hoặc là mọi thứ của mình nó không còn phù hợp xứng đáng với năng lực người ta thời điểm đó, thì người ta đi thôi.